Ngọn lửa của Flaming Tiger đã bị vô hiệu hóa trước sức mạnh của tên Magia Vôi Ma Mút. Hắn ta dùng hơi thở của chiếc vôi khổng lồ của mình vô hiệu hóa tất cả những đòn tấn công từ cột lửa của Flaming Tiger. Trước tình huống này, sức mạnh đối ngược với lửa, sức mạnh bằng giá 0 độ C của Rizin Bear. Hình dạng của Rizin Bear cho chúng ta thấy một Zero One cơ bắp cuồn cuộn với toàn bộ phần thân trên lực lưỡng, cùng với đó được bao phủ bởi những lớp băng bao bọc xung quanh phần thân trên của Zero One, không tách rời bộ phận thân thể như mỗi khi mà nó bao bọc bằng sức mạnh của nguyên tố quanh cơ thể của Zero One. Đòn tấn công của Form Rizin Bear cũng cực kỳ mạnh với quy lực của loài gấu. Phải nhắc tới gấu, chúng ta phải nhắc tới đôi bàn tay của chúng. Đôi bàn tay của Zero One cũng được cường hóa giống như Flaming Tiger. Nó được bao bọc một bàn tay với tông màu xanh của chiếc Raikki, tạo những luồng khí đóng băng kẻ thù trong chớp mắt. Sức khỏe siêu phàm từ loài gấu cũng như khả năng đóng băng, hạn chế di chuyển và vô hiệu hóa kẻ thù từ băng giá. Tận dụng cả hai yếu tố, đòn tất sát mang tên Rising Impact, Zero One sẽ dùng hai bàn tay của mình đóng băng kẻ thù, biến hắn thành một khối băng khổng lồ. Sau đó anh lao tới với sức mạnh của loài gấu, chẻ đôi kẻ thù cùng với khối băng anh vừa tạo ra.